Xếp hạng 12 cung hoàng đạo hữu bất chấp, trời sập cũng chẳng màng. Cùng mình làm món sandwich nướng sa tế và nghe thử nha. Đứng đầu là nhân mã, chỉ cần thấy buồn ngủ là ngủ bất chấp luôn. Không quan tâm là ngồi ở đâu và xung quanh có ồn ào hay không cũng mặc kệ. Số 2 là song ngư với phương pháp lấy giấc ngủ để chữa lành vết thương. Buồn vì bị ba mẹ la, đi ngủ. Giận ai đó, đi ngủ. Bị bồ đá, đi ngủ. Phương pháp này cũng hay vì mỗi lần ngủ dậy thì nỗi buồn đã vơi bớt đi rồi. Số 3 là bảo bình. Bảo bình là một người rất là hăng say làm bất kỳ mọi việc nào, cho nên rất là dễ kiệt sức. Chỉ cần ngã lưng lên một cái ghế hoặc là gục đầu xuống bàn là có thể ngủ ngon lành một cách bất chấp. Số 4 là bạch dương với tính tình năng động và hướng ngoại. Bạch dương sẽ bắt hết sức lực cho một cuộc hẹn hoặc là một công việc nào đó, rồi đến khi về nhà là sập nguồn luôn. Cho nên đừng thắc mắc tại sao ngủ bạch dương hay ngáy to nha. Cự giải là một người hay suy nghĩ và lại là một người khó ngủ. Đêm thì nằm trằn trọc hoài, còn ban ngày đụng chuyện gì cũng buồn ngủ. Cho nên ngủ gà ngủ gật trong lớp là chuyện thường tình với cự giải. Số 6 là song tử. Song tử luôn cho mọi người thấy mình là một người thừa năng lượng, nhưng mà về đến nhà rồi thì chỉ muốn nằm lì trên giường thôi. Nếu không có chuyện gì hấp dẫn thì đừng có mơ mà lo song tử ra khỏi giường. Số 7 là hổ cáp, rất là thích thức khuya và xem phim, cho nên là ban ngày thì ngủ gà ngủ gật. Chính vì ban đêm thức khuya cho nên là ban ngày nướng khét luôn ở trên giường. Kim ngưu lại là một người sắp xếp giờ ngủ rất là hợp lý. Hiếm khi thấy cung này ngủ bất chấp ở nơi nào đó như những cung khác. Sư tử thì luôn muốn là tấm gương cho người khác, cho nên là không có ngủ bất chấp đâu. Cũng giống như kim ngưu thì sư tử luôn sắp xếp thời gian biểu hợp lý. Số 10 là thiên bình, lại không thích ngủ quá nhiều. Mặc dù bản chất lười biếng nhưng mà có cái gì thu hút thì thiên bình sẵn sàng lao ra khỏi giường ngay. Số 11 xử nữ là một người thích chăm sóc cho người khác, cả bản thân mình luôn thích chỉnh chu làm đẹp, cho nên thời gian đâu mà ngủ nữa chứ. Và cuối cùng ma kết là một người sống rất là nguyên tắc, sợ bị chê lười biếng, cho nên là mình thường thấy ma kết làm việc nhiều hơn là ngủ.